Cái đoạn nào mà lân múa mà quý vị thấy hay và hấp dẫn dòng nhịp thì xin quý vị vỗ tay lớn nha. Ôi giời ơi, hãy đi thực sự làm việc năm mới đi nha. Hấp dẫn năm mới không thể phúc lộc và còn lâm năm mới mang nhiều niềm vui và hạnh phúc đến cho chúng ta trong từng phút giây. Đó là sự tác chiến của mình với những tràng pháo tay. Lân cha thật là vui với trò. Đúng là làm biết tặng niềm vui. Thưa quý vị, những con lân là biểu tượng cho sức mạnh của